Vâng, xin chào bạn. Nếu như vài năm trước đây thôi, thì nếu bạn có chỉ hơn 800 triệu thì rất khó có thể tìm được một mẫu crossover đẹp đẹp sang sang nhiều tiện ích. Nhưng bây giờ bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được với một cái ngân sách như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điểm nổi bật trên Mazda CX-5 phiên bản 2.0. Và đặc biệt nó chỉ có giá hơn 800 triệu mà thôi. Chúng ta hãy quay lại với giá công bố của mẫu xe này. Giá công bố của mẫu xe này là 899 triệu, nhưng với rất nhiều ưu đãi và thường xuyên có thể lên tới 50, có thể lên tới 70 và rất có thể lại thêm thêm nữa, thì chỉ hơn 800 triệu một chút thôi, chúng ta sẽ có một mẫu xe có thiết kế đẹp với rất nhiều tiện ích mà khiến nhiều đối thủ rất đau đầu. Ngay bây giờ chúng ta hãy điểm qua. Vâng, điểm đầu tiên chúng ta phải nói về thiết kế với cái ngôn ngữ Kodo. Ngôn ngữ Kodo hay ngôn ngữ gì đó đối với các hãng xe nó chỉ là cách nói marketing thôi. Những thứ mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt tại những hiện trường nơi những chiếc xe xuất hiện thì các bạn sẽ thấy rằng Mazda CX-5 luôn giành được đa số sự yêu thích bởi cái thiết kế. Chúng ta có thể điểm lại những cái nét thiết kế của CX-5 đời cũ thì các bạn sẽ thấy được từ phần đầu, phần đuôi, phần thân rồi các cái tỷ lệ trên thân xe rất cân đối và đặc biệt nó mang một cái vẻ hiện đại. Thì nay trên CX-5 2019 thì các bạn có thể nhìn lại một lần nữa thôi, từ cái lưỡi tản nhiệt nó hiện đại, nó mang cái ngôn ngữ hiện đại. Và những cái logo đó, tỷ lệ, phần đèn, tất cả những cái ngôn ngữ thiết kế từ cái bản concept đã được đưa vào CX-5 và nó rất thành công. Mazda CX-5 thế hệ mới trung thành với thiết kế Kodo, đề cao sự đơn giản và tinh tế, kèm với 3 màu sơn mới cao cấp. Các bạn có thể thấy chi tiết cụm lưới tản nhiệt mở rộng với họa tiết 3D và đường viền kim loại sáng thay cho lưới tản nhiệt thanh ngang ở thế hệ trước. Hệ thống đèn LED trước và sau được thiết kế nhỏ gọn và mỏng hơn. Vâng, từ những cái đường nét thiết kế thì ngay cả khi các bạn nhìn phía bên phần thân xe này cũng vậy. Các bạn sẽ thấy đây là một chiếc xe được trang bị khá nhiều những cái điểm chi tiết nó hướng tới cái sự sang trọng. Hướng tới nha các bạn nhé, hướng tới. Ví dụ như những cái viền mạ chrome trên ô cửa kính này, phần đường viền ở trên trụ B này, trụ C này, ô cửa kính đều được sơn bóng đen. Đây là những cái chi tiết mà chúng ta hay thường để dùng để so sánh rồi phân biệt những cái dòng xe hạng thấp tiền, hạng trung tiền và hạng cao cấp và siêu cao cấp rồi vân 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 vân. Đó là những cái chi tiết. Và tôi chỉ ước rằng khi mà mình nhìn phía bên này sẽ thấy được rằng cái dáng xe nếu như cái phần đuôi nó trường ra một chút thì sẽ rất đẹp. Ở đây phần đuôi các bạn có thể thấy nó hơi bị vòng lên. Đây tôi sẽ đứng cho các bạn so sánh. Thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích nó trường hơn. Phần dưới thì các bạn sẽ thấy được cái phần ốp. Phần ốp này nó không chỉ trang trí, nó còn ôm vào cái phần cửa này thưa các bạn. Đó. Và khi chúng ta chạy ở những cái điều kiện đang mưa, đường bẩn ấy, thì nó sẽ giảm bớt những cái bùn rồi nước bẩn văng lên. Và khi mà bạn bước từ trên xuống thì phần này nó không bị bẩn, khiến chiếc quần ở chỗ này, này. Khi bước lên bước xuống thì nó sẽ không bẩn cái chân của chúng ta, quần của chúng ta. Phần thân xe có điểm nhấn là đường viền chân kính mạ chrome, đèn xi nhan LED trên gương chiếu hậu được di chuyển xuống phía dưới thay vì ở giữa như thế hệ trước. Bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép tái thiết kế trông cá tính hơn. Nói chung là CX-5 đã chinh phục khá nhiều những người đàn ông nhưng lại còn chinh phục cả những người phụ nữ nữa. Thưa bạn, bạn tôi khi mà quyết định xuống tiền mua xe thì cũng phải tham khảo ý kiến vợ, cũng phải đưa ý kiến vợ bởi vì đấy là chiếc xe đầu tiên gia đình và ra vợ chỉ phát. Lệnh ông không bằng còng bà, xuống tiền luôn, rất đơn giản. Cũng rất đơn giản bởi vì khi đó CX-5 thường có những cái chương trình ưu đãi vì giá. Khi mà bạn đang còn băn khoăn giữa mẫu xe A, mẫu xe B, mẫu xe C nhưng
mẫu nào trong đấy mà bỗng dưng giảm xuống 5-70, thậm chí có thể hơn được nếu như bạn khéo léo, thì lập tức chắc là bạn sẽ không phải suy nghĩ được đâu. Bởi vì số tiền đấy chúng ta làm khá được nhiều việc. Đó. Dung tích khoang hành lý của Mazda CX-5 là 874 lít, hoặc các bạn có thể mở rộng thành 1.687 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Và lợi thế của một mẫu xe crossover như CX-5 với giá chỉ hơn 800 triệu thì các bạn sẽ có được một cái khoảng sáng gầm xe lên tới 200mm. Thì đây cũng là một cái lợi thế so với các cái dòng xe sedan. Khi mà chúng ta đi vào những cái đường xấu, khi mà chúng ta cần gách một chút lên vỉa hè, rồi vượt qua những cái mô đất gì gì đấy ở cái đường không thuận lợi. Và đặc biệt thì mẫu xe này thì cũng có, mình nhớ không nhầm là chiều dài cơ sở nó khoảng 2m7. Thì chút nữa mình sẽ vào khoang xe để có thể trực tiếp để xem cái không gian nó như thế nào. Nhưng 2m7 cũng là tương đối. Ngay từ thành cửa ra vào, các bạn đã có thể cảm nhận thấy nội thất của Mazda CX-5 hướng tới phong cách sang trọng. Điều này được thể hiện ở các đường viền chỉ nổi màu nâu trên nền đen từ cánh cửa cho tới hàng ghế. Vâng, thưa các bạn, điểm thứ hai mà tôi rất muốn chia sẻ với các bạn đấy là thiết kế không gian nội thất trên CX-5. Mặc dù là bản 2.0 thôi, nhưng nếu như chúng ta ngồi vào, chúng ta không xem kỹ thì rất có thể chúng ta khó có thể phát hiện ra những cái điểm mà khác biệt trên CX-5 2.0 và so với cái bản 2.5. Nó sẽ rất khác một số cái sản phẩm mang tính huyền thoại mà hay được phong thánh nhé các bạn. Các bạn sẽ thấy được trên chiếc vô lăng này nó vẫn rất đầy đặn. Đó. Các hàng phím bên trái điều khiển hệ thống âm thanh, rồi menu, màn hình, rồi cruise control vân vân, rồi gọi điện thoại, rồi thiết kế ốp nhôm trông vẫn rất đẹp. Nhưng nếu so với cái bản 2.5 ấy thì các bạn sẽ thấy được thiếu cái hỗ trợ giữ cảnh báo, giữ và giữ làn đường đó. Và cũng sẽ không có cái màn hình hắt lên kính lái, HUD, cũng chưa có cảnh báo điểm mù. Bởi vì đơn giản tôi là bản 2.0 có giá bán hợp lý hơn rất nhiều. Và ví dụ như các bạn nhìn thấy nhá, những cái đường chỉ này, may đều này, rồi phần ốp giả vân gỗ này cũng đẹp này, mạ chrome này. Rồi. Những cái thiết kế này nó có vẻ như là sang trọng và thực sự nó là vượt trội đấy. Dòng Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe có cái nét thiết kế về nội thất tương đối là vượt trội. Có thể do định vị của phân khúc hoặc là do cái lợi thế cạnh tranh mà Mazda muốn tạo ra là tôi phải sang hơn một tí. Đó, tôi phải cao cao hơn một tí. Các bạn cũng có thể thấy được rằng những cái thiết kế phần ghế này nó cũng khá là ôm. Nó hơi nhỏ, thực sự hơi đáng tiếc là cái ghế này hơi nhỏ so với tôi. Nhưng mà những cái chi tiết thiết kế rồi lỗ thông hơi rồi ra nhìn nó khá là đẹp. Còn về độ bền thì chúng ta sẽ phải sử dụng qua nhiều năm. Và nếu như bạn nào đã sử dụng qua nhiều năm rồi, xin vui lòng chia sẻ những cái đánh giá của bạn ngay bên dưới video của chúng tôi nhé. So với bản 2.5 thì 2.0 này chỉ được trang bị 6 loa thôi, 6 loa thường. Còn 2.5 sẽ là 10 loa Bose. Thì tôi sẽ bật thử xem. Cũng khá hay đấy, cũng khá hay. Nói chung loa trên dòng CX-5 từ trước đến nay với cái lỗ tai trâu như tôi thì nói chung là nghe là thấy ổn. Hệ thống điều hòa thì sẽ là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Đấy, khởi động start stop và có iStop, tức là tự động bật tắt động cơ khi mà dừng đèn đỏ. Một màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống giải trí Mazda Connect, kết nối điện thoại thông minh, AUX, USB, Bluetooth, theo dõi radio AM, FM hoặc đầu DVD và dàn 6 loa. Và thưa bạn, lợi thế của cái động cơ 2.0 dung tích nhỏ hơn 2.5, nhỏ hơn 3.0 đấy chính là cái dung tích của nó. Nó nhỏ hơn thì sẽ ăn ít nhiên liệu hơn thưa bạn. Nó sẽ khó có thể tạo ra độ bốc so với những cái động cơ dung tích lớn. Nhưng bạn là người sử dụng đi làm hàng ngày vân vân, nhẹ nhàng chạy êm ái,
không có những cú thốc ga hay chạy những cái tốc độ kinh hoàng khủng khiếp, thì thưa các bạn, đó lại là một lợi thế của động cơ nhỏ. Nhưng rõ ràng với một cái khối động cơ như vậy, nó cũng chỉ phối hợp với cái hộp số 6 cấp mình nghĩ là hợp lý. Đó. Bây giờ mình sẽ thử luôn. Mình sẽ chạy các cái điều kiện trong phố, chạy nhẹ nhàng ở những cái tốc độ như 30, 40 km/h, thậm chí 50, cua nhẹ nhàng đây ạ. Đấy, cũng hơi tăng lên một chút. Đấy. Thì nó cũng mượt mà đấy. Nó mượt mà, nó êm ái. Bập ở tốc độ thậm chí 70 km/h, đi qua những cái con gờ, những cái đường rãnh trên, cắt ngang trên đường. Để mà nói đi thẳng thì CX-5 êm, rất được luôn. Thậm chí đường hôm nay lại hơi mưa một chút. Cua tốc độ bao nhiêu? 50 km/h, góc cua vừa phải. Đấy. Cua một chiều thôi, không phải là chuyển làn. Chút nữa tôi sẽ chuyển làn. Thì rõ ràng là cái cảm giác rất ổn. Hơn nữa CX-5 so với những cái mẫu sedan thì nó lại có một cái tầm nhìn cao, quan sát rất tốt giữa hai bên phía trước. Đó là một lợi thế. Khoảng sáng gầm xe cũng là một lợi thế. Và chiếc vô lăng lại như chiếc sedan ạ. Thực sự mình nhìn chiếc vô lăng này nó không khác gì, chứ cái kích thước về cái size, nó khá giống với cái Mazda 3. Đấy, bọc da thì sờ nó cứ sộp xoạp, nó bám. Tôi đang đi làm, tôi đang đi phố, tôi đang đi cà phê, tôi không chạy phụ đâu, thì là ngon. Trái tim của xe là khối động cơ 2.0 lít Skytip G, sản sinh công suất 153 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị hai chế độ lái là Comfort và Sport. Và điểm tiếp theo mình rất muốn chia sẻ với các bạn, đấy chính là trên cái mẫu xe, dòng xe nói chung của Mazda bây giờ được trang bị cái công nghệ G-Vectoring. Nghe thì nó có vẻ như là ghê gớm gì đó, nhưng thực sự bản chất nó vẫn phục vụ, mang lại cái sự an toàn cho chính những người lái. Thực ra đây là một cái giải pháp đồng bộ trong cái Skyactiv của Mazda. Mà cụ thể là khi mà chúng ta chạy như thế này ạ, chúng ta cua, thì thông thường chúng ta nếu mà quá ga thì nó sẽ xảy ra cái sự trượt oversteer, understeer. Đó. Nhưng mà những cái tay đua F1, tại sao người ta luôn đẩy được cái mức giới hạn và người ta điều chỉnh kiểm soát cái đó để người ta về đích với một cái khoảng cách nhanh nhất? Thì đấy là nhờ những cái kỹ năng tuyệt vời. Còn trên những cái dòng xe phổ thông như thế này, dòng xe thương mại như thế này, họ đã tận dụng những cái nguyên lý, những cái kỹ năng tuyệt vời của các tay đua để giúp người lái. Cụ thể ở đây, nếu như mà khi bạn đang cua như thế này ạ, nếu như quá ga nhá, đó, cái sự mượt mà khi mà tôi vẫn đẩy ga, tôi vẫn cảm nhận được cái bánh nó đặt vào đâu, nó bám như thế nào, thì đó là G-Vectoring nó can thiệp. Thứ nhất là nó sẽ có cái cảm biến về tốc độ, thứ hai cảm biến góc lái và độ mở của chân ga. Và có lẽ cái tần suất hoạt động của nó thì mình khó có thể cảm nhận được. Thưa các bạn, nếu mà tôi mà cảm nhận được điều đấy thì chắc chắn tôi sẽ là Lewis Hamilton chẳng hạn. Đấy. Những cái tần suất điều khiển như vậy, nó giúp chúng ta có được cái góc cua mượt mà hơn. Nó giúp bạn ngồi đằng sau, con bạn ngồi đằng sau, nó cũng mượt hơn mỗi khi mà qua cua, bám hơn mỗi khi qua cua. Mazda CX-5 2.0 lít được trang bị những công nghệ an toàn tiên tiến, hệ thống chống mất cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSG, hệ thống chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc SLA, mã hóa động cơ, cảnh báo chống trộm, khóa cửa tự động, định vị GPS, cảm biến trước và sau, camera lùi và 6 túi khí. Thưa bạn, trên những cái dòng xe ngày nay thì không thể thiếu những cái chức năng cơ bản như những chức năng hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử. Thì nó cũng khá tương đồng với cái nguyên lý của cái G-Vectoring. Bởi vì là tất cả các hệ thống hỗ trợ an toàn nó mang
đều hỗ trợ người lái, hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ những hành khách trên xe. Thì bây giờ mình sẽ thử luôn. Mình sẽ có một cái bài Moose Test mình đã thử ở đây. Bây giờ mình đạp lên khoảng 60. Đó, có chế độ kick down nhá, cho xe này. Thả chân ga ra này, đánh lái này. Đấy. Thì nếu như mà tôi tắt cái hệ thống đấy đi thì chắc chắn rồi, những chiếc còi kia sẽ bị quét là cái chắc. Điều đấy là chắc chắn. Bản chất như cái việc là sự phối hợp giữa cái hệ thống ESP, hệ thống G-Vectoring, ngay cả những cái cú thử nghiệm như vậy nó cũng hỗ trợ cho người lái khá là nhiều. Và đương nhiên rồi, tốc độ chuyển làn khẩn cấp ở những cái tốc độ 65-70 km/h không hề đơn giản đâu các bạn. Thưa các bạn, cái xe nó sẽ chuyển động theo quán tính liên tục từ trái qua phải. Và như vậy thì đó, lì chưa? Lì đấy, lì đấy. Lì chính so với những cái dòng Mazda cũ thưa các bạn. Như vậy rõ ràng là sẽ khá là ổn. Nếu như bạn mong muốn sở hữu một chiếc xe có thiết kế hài hòa đẹp và nhiều tiện ích, cũng như cái việc di chuyển với một cái khối động cơ vừa phải, nó sẽ mang lại cái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn đương nhiên rồi, bạn mà muốn chạy như những chiếc xe thể thao hay gì đó thì đương nhiên bạn cứ bỏ gấp 3 tiền lần lên, thậm chí gấp 4, gấp 5, thậm chí có thể những cái giá, mức giá trên trời luôn. Bạn đặt những cái hãng siêu xe, họ sẽ làm, họ sẽ chế tạo ra cho bạn những chiếc xe đúng như bạn muốn. Còn với những cái nhu cầu đích thực thì chúng ta hãy quan tâm đến giá bán của sản phẩm, tính năng, tiện ích. Nó có hài hòa không? Nó hài hòa so với các sản phẩm trong cùng phân khúc hơn, nó nổi trội hơn những gì? Và thưa các bạn, đó chính là cái lợi thế của các cái dòng xe Mazda tại Việt Nam nói chung và CX-5 2.0 nói riêng.